Cũng trong chiều nay, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Gắn với công tác cán bộ là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban bầu cử các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác bầu cử nhằm đảm bảo việc triển khai công tác bầu cử tại địa phương đúng quy định, để ngày bầu cử 23 tháng 5 tới thực sự là ngày hội của toàn dân. Đến thời điểm này, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai nghiêm túc kịp thời. Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan ra soát, lập và niêm yết danh sách trên 940.000 cử tri tại các khu vực bầu cử trên địa bàn tỉnh. Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đủ điều kiện tiêu chuẩn. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban bầu cử tỉnh về công bố danh sách chính thức những người ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị cơ quan liên quan và các địa phương khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng tiến độ, tiến hành niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các khu vực bầu cử theo đúng kế hoạch, chậm nhất vào ngày 28 tháng 4, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử, tăng cường nắm thông tin về tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử, kiên quyết không để phát sinh tình huống phức tạp ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.